Okay, so hôm nay chúng ta học về two sounds trong tiếng Anh, đó là short vowel i và long vowel i. Okay, bây giờ thì các em hãy nhớ hôm nay là trong tiếng Anh chúng ta học về two sound nhé, là nguyên âm ngắn, i ngắn và i dài. Thực ra thì trong tiếng Anh ấy thì các bạn mới học tiếng Anh thì không thể tránh khỏi cái việc là nhầm lẫn giữa hai cái âm này. Cụ thể như tôi nói rằng là trong nhà, đúng không? Trong nhà của tôi thì các bạn hay nói là in my house thì nó là wrong, chúng ta phải nói là in my house. Đó là i ngắn. Tương tự như là my name is, chúng ta nói là không thể là my name is, wrong. My name is nó khác hoàn toàn. Đấy, nếu các bạn đọc thế thì nó sẽ hoàn toàn là bị nhầm giữa hai cái âm i ngắn và i dài. Thế thì hôm nay thầy làm cái clip này để giúp các em là phân biệt được clip nhé, được hai cái âm đó là i ngắn và i dài. Cái việc đầu tiên chúng ta bắt đầu bằng âm i dài trước, tại vì nó sẽ dễ hơn. Theo kinh nghiệm 6 năm giảng dạy tiếng Anh của thầy thì hầu như là các em đọc âm i ngắn nó sẽ khó hơn. Thứ nhất là âm i dài nó dễ thôi, các em hãy mở một nụ cười. Mở một nụ cười. Đó. Cái lưỡi các em đưa ra chạm vào cái chân răng bên dưới. À. Y. Y. Đó. Thì trong tiếng Anh nó gọi là âm y cười. Khi các em đọc âm này thì nó phải sắc, nó phải dài. Y. Đó. Bây giờ các em có thể nhìn vào cái phiên âm của âm này, các em thấy cái hai dấu chấm đằng sau, và trong tiếng Anh tất cả những âm có hai dấu chấm đằng sau thì nó là âm âm dài phải đọc gấp đôi so với cả âm thường. Đấy, nên là để lại nhá, miệng cười sang hai bên, nhếch mép hẳn sang hai bên, lưỡi đặt chậm ở bên dưới cho khi nó chạm vào cái chân răng bên dưới. Y. Y. Ok. Nào, bây giờ chúng ta luyện tập với cả một cái từ nhá, một số các từ. À, quên mất một điều, đó là đặc điểm nhận dạng của âm y dài, đó là các em thấy hai chữ e đi với nhau. Một chữ E, một chữ A đi với nhau. Đó. Thì hầu hết, gần như là 100% là các em sẽ đọc thấy âm y dài. Nói như thế là các em sẽ hiểu được rất nhiều từ, đúng không? Lấy ví dụ nhá. Từ E, hai chữ E đi với nhau này, chúng ta có cái từ những từ C. C. Nào. E. C. C. Rồi. Tương tự, một chữ E, một chữ A đi với nhau, chúng ta cũng có cái từ biển. Nó cũng đọc là sea. Sea. Thế thì sao nhỉ? Trong tiếng Anh nó có đồng âm khác nghĩa, và trong tiếng Việt mình cũng như vậy thôi. Thì ngôn ngữ hầu như là nó sẽ có những cái trường hợp đồng âm như vậy. Chúng ta có thể nói là I see the sea. I see the sea. Đó. Tiếp, chúng ta đọc thêm một từ y dài nữa này. E. Eat. Các em thấy không? Chúng ta đọc chữ E trước, chúng ta mới thêm chữ T ở cuối, nó là ending sound. Nên các em đọc thành hai hơi nhé. Eat. I want to eat. Đó. Tiếp, chúng ta thử một từ như từ agree. I agree with you. Rồi có một số cái từ, ví dụ từ chè, đúng không? Chè chúng ta có từ T. Rồi, thế thì cùng một từ chè đấy, chúng ta thêm chữ M ở cuối câu. Chữ M ở cuối câu được đọc trong tiếng Anh là an. An. Còn chữ N ở cuối câu chúng ta đọc là an. An. Đó, thì chúng ta sẽ đọc là chữ cùng cái cùng một cái chè chúng ta thêm chữ âm này. Team. T. An. Team. Team. Rồi. Chúng ta có từ tuổi tin đúng không? Tuổi tin thì T với cả hai chữ E thì đọc là T. Thêm chữ N là N vừa nói lúc nãy. Chúng ta sẽ đọc là tin. 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 Ok, thank you. Một số từ các em nghe một số từ nhá. Thì cái để có phần luyện tập. Sheep. Sheep. See. Bean. Eat, key, agree, complete, receive, believe,
Vietnamese. Vietnamese. Peter's in the team. Peter's in the team. Can you see the sea? Can you see the sea? Okay. Rồi, good. Sau đó bây giờ chúng ta chuyển sang chữ y ngắn. Y ngắn thì nó khó hơn xíu so với người Việt. Đó là các em mở miệng nhoẻn sang hai bên thôi. Các em không mở như thế này nữa. Vừa nãy chúng ta y lưỡi bên dưới chạm và hẳn bên dưới đúng không? Y đúng không? Y y là chữ y dài. Bây giờ chữ y ngắn các em nhoẻn sang hai bên thôi. Nhoẻn nhoẻn xíu thôi. Lưỡi các em không chạm vào cái chân răng bên dưới này nữa mà thì em lại phải rụt lưỡi vào một xíu. Y đó, rồi phát ra một âm từ cổ họng nhá. Đừng dùng cái miệng mà dùng cổ họng. Ê. Ê. Ê, làm lại nhá. Miệng nhoẻn ra. Lưỡi hạ dưới chân răng. Rụt vào một xíu. Ê. Ê, rồi ok, rất tốt. Hy vọng là các em sẽ có cái luyện tập đúng với âm y này. Thì để chúng ta sẽ bắt đầu bằng một số cái từ với cả âm y ngắn nhá. Cụ thể như là chúng ta có từ từ cái bên e e e hơi rụt vào b e b bên bên. Rồi từ phút e minute minute minute, cả hai này đều là âm y ngắn hết. Minute, nếu em đọc sai các em sẽ đọc là minute là sai nhá. E me minute. Rồi các em thấy trọng âm không? Trọng âm là dấu sắc đấy. Thấy trọng âm như thế các em phải đọc cao hẳn lên nhá, cao hẳn vút lên, không có trọng âm các em đọc thấp hẳn xuống này, lúc nào cũng là như vậy. Tiếp tục này, dinner. E e dinner. Begin begin. Fish e e fe fish. Him Jim. English chicken chicken. Chữ N ở cuối nhé. Chicken. 50 50. Miss A is thin. Jim is in the picture. Các em để ý từ picture. Chữ K chúng ta không bao giờ chúng ta đọc. Và chữ K chúng ta phải lên giọng. Pick picture. Đừng đọc pick nhé. Tại đấy là y dài. E pick picture. Jim is in the picture. Picture. He picture. Chữ R cuối căng cái lưỡi lên. Picture. Picture. Rồi, ok. Chúng ta có một số cái từ mà chúng ta sẽ có chữ y ngắn. Đó từ think. Thin. Ship bit. Thế bây giờ thầy đọc với lại phân biệt là hai cái từ y dài và y ngắn bằng cái clip này một lần nữa chốt nhá. Chữ y dài thì chúng ta sẽ mở miệng rộng, lưỡi chạm về dưới chân răng. Y y. Còn y ngắn ta mở sang hai bên nhoẻn và lưỡi ta rụt vào. E e. Rồi tương tự chúng ta có từ con cừu và cái từ cái tàu. Con cừu và cái tàu lớn thì chúng ta sẽ đọc là ship. Ship. Ship là y dài đúng không? Ship. 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 E ship. E ship. Tiếp chúng ta có từ bit và bit. 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 Ok, thank you. Hy vọng là sau cái clip này các em đã có một bài học về hai âm
two sounds, gọi là âm y ngắn và âm y dài. Thank you and hope you practice well.